Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tán Gẫu tối thứ bảy ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Virginia. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin Cảm ơn mọi người rất là nhiều Và như Phong đã thông báo trước là thứ bảy ngày hôm nay Thì Phong sẽ làm cái chương trình tán gẫu vào chiều tối thứ bảy thay vì sáng thứ bảy Bởi vì buổi sáng Phong bay từ Houston bay về Virginia Do đó thì cái giờ bay nó lại rớt đúng vào cái giờ live stream Do đó thì Phong mới dời cái livestream live stream của mình từ uh, uh, buổi sáng 7 giờ sáng giờ của Cali tức là 9 giờ sáng giờ của Houston xuống thành 9 giờ tối giờ của Virginia tức là 6 giờ chiều giờ của California. Cảm ơn tất cả các khán giả về cái sự bất tiện này cũng như là cái cuộc nói chuyện của chúng ta trong cái uh, chương trình tán gẫu vào buổi chiều tối thứ bảy ngày hôm nay. Và trước khi đi vào cái phương chương trình tán gẫu này thì đầu tiên hết cho phép phong được cảm ơn tất cả những khán thính giả mà trưa ngày hôm nay đã có mặt gặp gỡ, bắt tay, chụp hình, thăm hỏi ở tại uh, khu Eden với lại và à, cái trung tâm của Teletron và Teletron ngày hôm nay có một cái chương trình đại nhạc hội mừng hoa anh đào và cái đại nhạc hội này thì có đông đảo anh chị em nghệ sĩ và sẽ kéo dài từ ngày hôm nay cho tới ngày mai chủ nhật và ngày mốt thứ hai tức là ba ngày nữa ba à, ngày liên tục và ngày mai trưa mai thì 2 giờ chiều thì Phong vẫn có mặt ở tại khu Eden để gặp gỡ những khán giả nào mà trong ngày hôm nay không ghé được khu Eden thì ngày mai quý vị có thể ghé qua khu Eden gặp gỡ tâm tình chụp hình và có những cái uh, thăm hỏi với nhau trong cái ngày uh, mùa lễ quan đào của tiểu bang uh, Virginia cũng như là tại Washington DC và mỗi chi tiết quý vị có thể liên lạc với lại Teletron với số điện thoại và ngay trên màn hình của quý vị là cái số điện thoại mà tôi vẫn thường đọc đó là 892 chín hoặc quý vị có thể vào trang web của Teletron là teletronusa com teletronusa com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ thì à, mỗi ngày thứ bảy chúng ta vẫn có chương trình như thường lệ là chương trình tán gẫu, chủ yếu là đề tài được mở rộng hơn, tức là ngày thứ bảy chủ nhật đề tài được mở rộng. Chúng ta có thể nói tất à, tất cả những đề tài, đề tài mà quý vị quan tâm. Mong rằng à, tối ngày hôm nay mặc dù là làm buổi tối nhưng mà hy vọng các khán thính giả của TBTN vẫn theo dõi mỗi ngày và biết được cái giờ livestream của tôi tối ngày hôm nay vẫn vào và tham dự vào trong trong cái chương trình live stream này cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều và bên cạnh đó thì cũng cảm ơn có một số khán thính giả rất là nhiệt tình từ Ontario ở tên bên Canada mà lái xe gần 10 tiếng để mà về Eden chỉ để gặp Trần Nhật Phong và Phượng Mai cảm ơn cái ta chấm chân tình của những khán giả từ Canada không những là ở Ontario ở Toronto cũng về rồi có một số khán giả thì ở những cái khu vực lân cận của Virginia ở south carolina rồi ở sao à, carolina lái, lái lên cũng xa lắm quý vị rồi có một số khán giả từ new jersey rồi từ new york cũng lái về là cảm ơn quý vị đã à, về để gặp gỡ với phong và phượng mai ở tại khu eden và buổi trưa ngày hôm nay phải nói là rất là hạnh phúc là bởi vì được gặp gỡ rất nhiều những khán giả của tmp channel tại vì 4 năm rồi tôi mới quay trở lại khu khu eden 4 năm trước thì quý vị còn nhớ là chúng tôi đã tổ chức một cái cuộc rally À, cho tổng thống Trump và cuối cùng thì hơn 1.000 mấy người chúng tôi đã gặp gỡ ở tại uh, Virginia và đánh dấu rất là nhanh mới đây đã 4 năm rồi thì lần này trở lại với một cái uh, thứ nhất là có dịp gặp gỡ khán giả thứ hai là theo lời mời của công ty Teletron và thứ ba là chuẩn bị cho chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức Rally sau cái ngày 18 tháng uh, ngày 18 tháng 7 sắp tới đây thì cái ngày uh, như tôi đã thông báo trên cái chương trình của tôi từ ngày 15 cho tới ngày 18 tây, đó là cái đại hội của Đảng Cộng hòa tại Milwaukee ở Wisconsin. Trong đó thì những người nào đã ra ứng cử những vị trí nào, Đảng Cộng hòa sẽ chính thức đề cử và cái ngày 18 tây thì họ sẽ chính thức đề cử, tức là nominee, cái người mà được xem là đại diện cho Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống. Thì chúng ta đều biết đó là cựu tổng thống Donald Trump và do đó thì sau ngày 18 tây chính thức rồi. Thì lúc đó chúng ta mới tổ chức rally, nhưng mà cái này rally của Phong điểm tới cuối cùng lại không phải Virginia mà sẽ đi qua nhiều tiểu bang và điểm tới cuối cùng sẽ là Malago ở tại Florida, nơi được xem là của à, cái nơi thành trì của cựu tổng thống Trump. Do đó thì hy vọng là quý vị sẽ chuẩn bị tinh thần để chúng ta có một cái cuộc rally thật là à, mạnh mẽ và sẽ nhiều hơn, đông hơn cái năm đại dịch. Tại vì 2020 năm đó đại dịch nó cũng giới hạn rất nhiều những người tham dự và nó rớt vào tháng 10 thì lúc đó thì cũng có tình trạng là các con và các cháu vẫn phải học do đó thì không có đông đa đảo lắm năm nay phong sẽ cố gắng tổ chức vào mùa hè để những quý vị nào ủng hộ cho ông trump có thể đưa cả gia đình thay vì là đi chơi du lịch thì có thể tham dự cái cuộc đi rally qua nhiều tiểu bang vừa đi du lịch vừa ủng hộ cho ông trump đó là cái thông báo của phong nha rồi những dấu hiệu nào có thể đập nga à, quá chú ơi à, nato có thể đập nga qua đó, chú ơi thật sự cho tới giờ phút này thì NATO vẫn giữ quan điểm là không đối đầu trực tiếp với lại phía của Nga. <laughs> đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Nga cũng chơi cái trò gọi là đánh tâm lý và tấn công về mặt chính trị. Là tuyên bố chỉ cần có một binh sĩ của NATO mà có mặt ở tại Ukraine. Thì ông Putin sẽ không loại trừ việc mà dùng tất cả các loại vũ khí của ông ta. Trong đó là ông ta ẩn ý nhắc tới loại vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên thì đây cũng là chỉ là cái lời hù dọa của ông ta về mặt chính trị thôi để mà giảm bớt tình trạng mà NATO có thể có ý định đưa vô. Trong khi đó thì chủ trương của NATO vẫn là tăng mức kềm chế và hỗ trợ cho Ukraine. Họ vẫn chưa thay đổi cái quyết định là sẽ đưa quân vào NATO vào Ukraine. Đó là cái mà tôi nhận định và tôi nghĩ rằng là họ sẽ không làm. Họ sẽ tìm cách mua cái hòa bình ngắn hạn tương tự như năm 2014 dưới thời của Obama nha. Yeah rồi tiếp tục à trong lịch sử hoa kỳ có bao nhiêu giờ trưng cầu dân ý chưa ạ à? À, theo luật thì à, điều đó xảy ra khi à, tình hình theo phổ thông đầu phiếu à, hay tính theo đại biểu đoàn ạ à. cảm ơn anh thứ nhất là cái trưng cầu dân ý nó sẽ không diễn ra cho liên bang và chờ ít trường hợp diễn ra trong liên bang tuy nhiên tất cả các tiểu bang đều tổ chức trưng cầu dân ý rất là nhiều và năm nay nhiều tiểu bang cũng có lắm cho những vấn đề mà họ quan tâm ví dụ như có vị nhớ mấy năm trước Tiểu bang California đã đưa vào trưng cầu dân ý cái việc mà hợp pháp hóa cần sa. Thì năm nay cũng sẽ có một số tiểu bang đưa vào những cái luật lệ về à, à, gọi là được à, được do công chúng sẽ tự bỏ phiếu là tùy theo tiểu bang à, cái nhu cầu của họ là cái gì. Thì cái việc trưng cầu dân ý này nó vẫn xảy ra mỗi 2 năm bầu cử. Mỗi 2 năm bầu cử không tiểu bang này thì tiểu bang khác họ tùy theo cái nhu cầu của tiểu bang họ là cần cái điều luật gì hay cần bỏ một cái điều luật gì thì họ đưa ra trưng cầu dân ý. Cái trưng cầu dân ý này còn về luật của liên bang. Thì luật liên bang đa số là nhắm vào thuế, nhắm vào di trú, nhắm vào những cái tội liên quan tới liên bang hay là những cái nó thì lại họ không có tổ chức trưng cầu dân ý. Luật của liên bang thì ít trường hợp mà tôi cũng chưa thấy có cái trường hợp tiền lệ nào là trưng cầu dân ý cả. Tuy nhiên thì cái luật của liên bang trong năm nay tôi cũng không biết là có thể rằng sau cái năm 2024 này thì khi mà trên quốc hội bị bế tắc trong cái vấn đề giới hạn nhiệm kỳ của các vị dân biểu và thượng nghị sĩ thì có thể họ sẽ trong 226 228 họ sẽ tổ chức trưng cầu dân ý của liên bang để quyết định xem là cái ghế của thượng nghị sĩ và ghế của hạ viện có nên đặt nhiệm kỳ hay không thì tùy theo liên bang họ quyết định và bên quốc hội họ quyết định là đưa cái điều đó ra hay không Tuy nhiên thì liên bang là hầu hết là bầu cử các cái vị trí của liên bang thôi và không có cái trưng cầu dân ý. Ngược lại các tiểu bang thì năm nay tiểu bang này năm năm sau tiểu bang khác thì cái cái trưng cầu dân ý thì tiểu bang các tiểu bang vẫn có nha. Rồi tiếp tục, ok à anh nói chuyện được với anh Hùng Cao hôm nay không mà vào biết quan điểm của anh Hùng Cao không? Đáng tiếc là ngày hôm nay thì à, tôi chỉ gặp được cái người campaign manager của Hùng Cao là anh Cang. Tuy nhiên và đặc trách về khu vực của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, bởi vì Hùng Cao theo anh Can nói là thân mẫu của Hùng Cao bị té và bị gãy xương đã được đưa vô bệnh viện và ngày hôm nay thì Hùng Cao đang túc trực trong bệnh viện với thân mẫu của mình. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái việc mà chuẩn bị huy động 100 chiếc xe motorbike tức là chiếc xe mô tô đó để mà giúp cho Hùng Cao đó thì cũng phải hủy bỏ vào ngày hôm nay. Thì tôi chỉ biết là từ đây tới ngày mai có cái dịp gặp Hùng Cao hay không. Nhưng mà chiều nay tôi có nói với lại uh, Kang Là nếu mà Hùng Cao bị kẹt ở bệnh viện không ra được để mà gặp gỡ Thì tôi có thể đích thân tới thứ nhất là thăm thân mẫu của, của Hùng Cao Và thứ hai là để nói chuyện với Hùng Cao luôn Thì chưa biết để Can liên lạc có như thế nào Nhưng mà ngày hôm nay tôi gặp anh Kang Là cái người phụ trách chính hỗ trợ cho Hùng Cao Và uh, nằm trong cái uh, ban vận động tranh cử Ở cộng đồng người Mỹ gốc Việt cho Hùng Cao nha Rồi tiếp tục Ok à, lướt qua một số những cái uh, đọc rồi nha OK. Dì uh, uh, yeah, uh, chú phong cho con hỏi chú chứ không phải chú tr nha, chữ T rồi không đúng nha con. Hỏi trước năm 1975 các ông thầy tu có được quyền sở hữu uh, súng không? Sao bây giờ thầy chùa ở Việt Nam có quyền sở hữu điên vậy? No, Lúc của Cộng sản Việt Nam tới giờ phút này theo tôi biết là không có ai được quyền sở hữu súng đạn cả. Bất cứ một người dân thường nào. Chỉ duy nhất các lực lượng của Cộng sản về vũ trang gồm có quân đội công an mới được hợp pháp sử dụng vào sở hữu vũ khí luật cộng sản việt nam không cho phép bất kỳ ai ngoại trừ cái lực lượng bảo vệ cho chế độ trong đó là lực lượng công an và lực lượng quân đội là hai lực lượng duy nhất có được quyền sở hữu vũ khí okay. đó là cái thứ nhất cái thứ hai trong miền nam vẫn có sở hữu vũ khí nhưng mà họ không có giống như hoa kỳ viết vào trong hiến pháp bằng chứng là quý vị nhớ cái lúc mà thành lập cái uh, miền Nam thì lúc đó các lực lượng vũ trang ở miền Nam đều có lực lượng vũ trang riêng hết từ Hòa Hảo, Cao Đài rồi sau này khi mà bắt đầu đi vào cái giai đoạn của tổng thống Thiệu làm đệ, nhà, đệ tổng thống của nền đệ nhị cộng hòa đó thì một số những khu vực vẫn cho phép người dân được sở hữu súng, nhất là những cái khu vực mà có thường xuyên có cộng sản xuất hiện thì người dân vẫn được sở hữu súng tại đây. Ok, hai câu trả lời rất rõ ràng thời của công cộng sản không một người dân nào được sở hữu súng cả nha rồi cuộc chiến thương mại giữa hoa kỳ và tàu việt nam cũng được hưởng lợi đó anh phong công ty của em nhận được hợp đồng công ty hoa kỳ ký gia công công ty của em là công ty nào gia công cái gì em đừng nói khơi khơi kiểu này nói tên công ty ra và nói gia công cái gì đi thì thật sự quý vị có một số công ty hoa kỳ à, dời cái công ty của họ từ ở trung quốc qua việt nam nhưng mà có nhận hợp đồng gia công đi nữa mà cái nguyên liệu của công ty em vẫn nhập nhập từ trung quốc thì anh sorry hợp đồng đó sẽ bị hủy bỏ và hàng đó khi đưa vào phía hoa kỳ sẽ bị cấm cửa và sẽ bị tịch thu nếu các nguyên liệu công ty của em dùng là nguyên liệu của trung quốc vậy thì cho anh biết công ty của em là công ty gì và có cái uh, gia công như thế nào đừng nói khơi khơi kiểu này để tuyên truyền cho cộng sản nha rồi tiếp tục ok à anh Phong khủng bố tại Moscow cứ nghĩ là Putin đứng phía sau nhằm kích uh, uh, cái gì đây? thận thù khi tinh thần Nga qua chán nản với cuộc chiến Ukraine. Thật sự quý vị cái vụ đó đã được khẳng định là chính nhóm Hồi giáo ICK đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Và ngày hôm qua ngày hôm qua tôi có loan tin là có tới 9 người của Tajikistan ở Trung Á cũng đã bị bắt giữ. Cũng đã bị bắt giữ do đó thì quý vị đừng có nghĩ là Putin hay ai cả Mà chính là những kẻ Hồi giáo ở Trung Á Tại vì những kẻ Hồi giáo Trung Á vẫn có một cái đối địch với chính phủ của Nga Liên quan tới cái vùng đất ở Chechnya Chechnya là nơi có nhiều người Hồi giáo sinh sống và đã bị Nga thôn tính Đã bị Nga thôn tính từ cái thời của Bush còn. Do đó thì cái việc mà người Hồi giáo họ chống lại họ mở các cuộc tấn công không riêng gì Nga đâu Họ vẫn tấn công vào Pakistan vào các cái vị trí của à, công nhân Trung Quốc rồi họ tấn công thẳng vào chế độ Taliban luôn nhóm Hồi giáo này gọi là Hồi giáo ISIS-K tức là họ tên, cái chữ K đó là tên của một cái tỉnh ở Afghanistan đó, do đó tôi thì tôi không có nghĩ là nó là một cái gì đó mà kích động gì cả mà chính cái uh, cuộc khủng bố này Putin đã cố tình gán ghép với lại Ukraine nhưng hoàn toàn không có nha rồi tiếp tục, ok, à uh nếu tổng thống trump à, thắng à, chờ cái gì party, anh có gì vậy? chớp party ở uh, cali uh, hilton hay cali là sao tổ chức uh, party ở hilton nếu tổng thống trump thắng anh có tổ chức party ở hilton hay hilton uh, cali tôi chưa biết được cho tới giờ phút này tôi chưa có dự tính đó tôi chỉ dự tính là tổ chức một cuộc rally tương tự như bốn năm trước tôi đã làm chung với một số anh em để họ hỗ trợ cho ông Trump thì năm nay tôi tiếp tục làm có điều năm nay mình có nhiều cái lợi thế hơn so với bốn năm trước thì cái này là cái chính mà tôi đang nhắm tới thôi còn cái tiệc ăn mừng chiến thắng hay cái gì đó thì lúc đó tính sau tại vì có nhiều khán giả của tôi họ muốn về dự cái lễ nhận chức của ông Trump ở tại dc nè ở ngay tại Virginia dc nè nhiều người muốn về tham dự lễ nhận chức của ông Trump do đó tôi chưa có ý định là tổ chức tiệc mừng gì cả nha rồi tiếp tục OK, à tổng thống Trump mà à, lên thì à, sẽ trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, những người đi vào Mỹ hay là ở biên giới. mà Thứ nhất là cựu tổng thống Trump sẽ không phải trục xuất tất cả những di dân bất hợp pháp, tại vì có một số trường hợp nó còn lệ thuộc vào cái luật do Quốc hội thay đổi nữa. Có điều những kẻ nào từng phạm tội, từng bị trục xuất thì tiếp tục sẽ bị trục xuất. Tức là trong cái đợt này những tên di dân bất hợp pháp xâm nhập vào Hoa Kỳ có rất nhiều tên đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ nhiều lần và bị trục xuất vì phạm tội. Thì lần này ông Trump sẽ thẳng tay, tức là bắt nó kết án ở tù. Sau khi em án tù là tống xuất ra khỏi nước Mỹ luôn. Tức là nó sẽ ở nhà tù đầy đủ cái mức án nó bị kết án. Rồi sau đó tống nó ra khỏi nước Mỹ. Là đa số nhắm vào thành phần tội phạm. Đó là điều thứ nhất điều thứ hai có thể là ổng sẽ à, bắt đầu thực hiện cái chính sách cứng rắn là ông sẽ duyệt lại cái chính sách di trú ông sẽ dựa trên cái luật hành pháp mà ông được phép để mà ký giới hạn thì cái cách ông trump làm là như vậy chứ không phải toàn bộ di dân bất hợp pháp đều bị trục xuất cái này không đúng mà ông trump sẽ bước đầu tiên ông sẽ trục xuất tất cả những di dân bất hợp pháp từng có lai lịch phạm tội hoặc từng dính dấp tới băng đảng ở tại khu vực của Trung Mỹ và Nam Mỹ. Và đương nhiên, ổng đóng cửa biên giới để ngăn chặn tiếp cái làn sóng à, di dân qua đây. Và ổng sẽ chặn cái này. Đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng là ông Trump sẽ làm trong bước đầu tiên. Chứ không phải toàn bộ di dân bất hợp pháp đều bị trục xuất. Điều này không đúng nha. Rồi, tiếp tục. À, tình hình do Thái thế nào hả anh Phong ơi? Thật sự tôi cũng không biết. Ngày hôm qua thì tôi đã có tin. Và ở bên Do Thái họ nói rằng họ đồng ý bước vào đoàn đối thoại trong tuần tới. Còn vấn đề đòi hỏi của đôi bên và đi tới như thế nào thì không biết. Bây giờ là do nỗ lực của Ai Cập, Hoa Kỳ và à, Qatar là ba quốc gia đã đóng góp cho cái nỗ lực này. Thì bây giờ phía Hamas đòi hỏi quá nhiều thì phía Do Thái không đồng ý. Tuy nhiên họ vẫn trả lại bằng đối thoại để xem phía Hamas giảm điều kiện như thế nào. Và bên phía Do Thái sẽ đòi điều kiện như thế nào. Chưa biết nha. Ok à nếu trâm lên có khả năng chiến tranh toàn diện không anh phong tôi thì không nghĩ như vậy bởi vì ông trump trên quy tắc thì theo tôi biết là ông trump ông không có ủng hộ cho chiến tranh bằng chứng là quý vị thấy nhiều lần ông tuyên bố là trong giai đoạn của ông cầm quyền không hề có chiến tranh do đó thì vấn đề là ông trump làm cách nào kèm chế để không có chiến tranh toàn diện bùng nổ hay chiến tranh khu vực bùng nổ thì tôi nghĩ rằng khả năng ông trump hơn hẳn cho bên chuyện này Ông có khả năng kềm chế Nga không gây xung đột trong giai đoạn ông cầm quyền, trong khi giai đoạn Joe Biden cầm quyền thì Nga gây xung đột. Thứ hai là trong thời gian ông Trump cầm quyền, mặc dù trong giai đoạn đầu ông có những cái lời lẽ xung khắc với lại nhà lãnh đạo của Bắc Hàn, nhưng mà sau đó ông lại có cuộc gặp gỡ nói chuyện và thúc đẩy đối thoại với phía Bắc Hàn. Do đó trong 4 năm ông cầm quyền là không có xảy ra chiến tranh. Và tôi nghĩ rằng ông Trump sẽ tăng cường khả năng kềm chế chiến tranh nhiều hơn. Còn dưới thời của Joe Biden, hai cuộc chiến đã bùng nổ và Bắc Hàn liên tục đe dọa. Thì cái vấn đề là ở chỗ là bản lãnh của người tổng thống. Bản lãnh của người tổng thống làm cách nào kềm chế không để cho các cuộc chiến nó bùng nổ và làm cách nào giải quyết một cách tới tới nơi tới chốn để chấm dứt các cuộc chiến. Thì Joe Biden không bằng ông Trump ở điểm này. Theo tôi biết là như vậy cho nên là nếu hỏi tôi là có cuộc chiến toàn diện hay không thì tôi không nghĩ như vậy. Tuy nhiên thì phần của ông Trump là như vậy Nhưng mà còn cái phần của Cộng sản Trung Quốc Họ có chấp nhận để Hoa Kỳ dần dần tách rời họ hay không Hay là họ cố tình gây ra một cái cuộc xung đột Để kiếm cửa thoát cho họ Thì điều này có thể xảy ra Tức là ông Trump tăng cường khả năng kềm chế Nhưng mà Trung Quốc vì bị bế tắc Thì họ có thể gây xung đột bên ngoài Để kiếm cửa thoát cho họ thì điều này có thể xảy ra nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ừ. Happy uh, Saturday, enjoy Virginia Wow, ngày hôm nay là cái tuần may là Phượng Mai đi cái tuần lễ cuối cùng Vẫn chụp được hoa anh đào rất là nhiều Thì uh, hồi chiều thì tôi phải ghé tôi kẹt tiếp đãi tất cả khán giả đi ở ngoài Teletron Thì Phượng Mai có tranh thủ vài tiếng đồng hồ để đi thăm cái vườn hoa anh đào Thì uh, tới tôi hết tuần này họ sẽ chặt hết tất cả những cái hoa anh đào Do đó thì cũng may mắn là Phượng Mai vẫn uh, thăm được hoa anh đào và Ngày mai thì Phượng Mai sẽ có mặt và hát cho quý vị nghe. Thì uh, ngày mai tôi cũng sẽ có mặt từ 2 giờ cho tới chiều. Thì quý vị nào mà chưa có dịp đến để mà uh, chung vui với Teletron cũng như là gặp gỡ tâm tình thì quý vị có thể tới Virginia. Thì uh, đây là lần đầu tiên sau 4 năm tôi trở lại Virginia nha. Rồi tiếp tục. <laughs> Chính trị sa lông là cái gì hay tối ngày nghe nói. <laughs> Chữ sa <xa> lông đó <laughs> là một tiếng miền Nam. Nó mô tả cái ghế sofa tức là cái ghế trường kỷ ở trong nhà quý vị đó. Thì chính trị salon tức là mấy ông chính trị gia suốt ngày chỉ ngồi trên mấy cái ghế đó ngậm thuốc, lá, uống rượu rồi ngồi nói chuyện thôi. Chứ không có một cái hành động thực tế. Tức là chính trị mà nói chuyện bằng cái mòm thôi. Thì nó gọi là chính trị gia salon. Tức là chỉ ngồi trong cái ghế sofa, cái ghế salon đó. Ở Việt Nam cái việc là ghế salon đó. Ở miền Nam mình gọi là ghế salon đó. Hay còn gọi là bộ trường kỷ đó. Thì thường thường là mấy chính trị gia hay ngồi mấy ghế đó để nói chuyện thôi rồi có những người hút thuốc lá có người hút xì uh, 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 gà rồi uh, uống rượu whisky hay là uh, uống rượu đỏ để ngồi nói chuyện chính trị thì mình gọi những người đó là chính trị salon nha tức là những kẻ chỉ nói bằng cái miệng thôi sống bằng nghề chính trị thôi nhưng không có đóng góp cho quốc gia và họ có tinh thần đảng phái nhiều hơn tinh phần phe nhóm nhiều hơn và những thành phần này thì mình gọi chung cái ngôn ngữ là chính trị gia salon nha. Yeah. Rồi à, ông có nghĩ anh Trump có khả năng thu hồi Obamacare nếu trúng cử nhiệm kỳ 20 không? Em à, đọc bài viết của bác Vũ Linh nói trăm cố gắng thu hồi Obamacare. Thu hồi thì không đúng nhưng mà nếu như kỳ này cả lưỡng viện quốc hội cả lưỡng viện quốc hội mà đảng Cộng Hòa nắm quyền thì ông sẽ xóa được Obamacare lúc đầu á ổng làm lúc ổng làm làm tổng thống 2 năm đầu đó, lúc Đảng Cộng hòa kiểm soát đó thì ổng bị một cái problem là sự chia rẽ trong Đảng Cộng hòa và lúc đó thì Paul Ryan là người chủ tịch của Hạ viện phản đối và chống ông Trump. Do đó, ổng không cắt được cái Obamacare tại vì Obamacare được Quốc hội thông qua, muốn xóa bỏ thì phải do Quốc hội quyết định. Do đó thì tôi hy vọng rằng là khi ông Trump lên, nhưng cũng khó lắm nha, tại vì thông qua đa số trên Hạ viện thì ok rồi nhưng lên sàn thượng viện thì đảng Dân Chủ có thể dùng cái filibuster để chặn. Thì tôi không biết là lên được sàn thượng viện hay không. Nhưng nếu nó được lưỡng viện quốc hội thông qua, ông Trump sẽ ký ngay. Vấn đề là làm cách nào chúng ta thay thế cái Obamacare bằng một cái chương trình khác. Thì hôm trước hình như ông Trump ông, ông có một cái ý tưởng khác để giúp cho những người mà lợi tức thấp không có bảo hiểm sức khỏe một cái chương trình khác. Nó không phải là Obamacare và nó không đụng tới cái tiền đóng thuế của người dân. Obamacare là cái chương trình mà sử dụng thuế của người dân tức là đơn giản lắm cái giá bảo hiểm bây giờ ví dụ cái tuổi của tôi là khoảng năm mươi mấy tuổi bây giờ tôi trả một tháng khoảng 500 đô la cho cái tiền bảo hiểm sức khỏe thì quý vị chương trình Obamacare dành cho những người lợi tức thấp thì những người lợi tức thấp làm sao trả nổi một tháng 500 đô la thì là Obamacare lấy cái người đó khoảng 100 cho tới 150 thôi tức là họ mỗi tháng họ chỉ đóng 150 thôi Số tiền 300 rưỡi còn lại là chính phủ đóng cho họ. Và 300 rưỡi đó lấy từ tiền thuế của người dân. Cho nên Obamacare cuối cùng nó làm cho cái tình trạng chính phủ khó khăn hơn. Và càng lúc càng vướng vào nợ nần. Chính vì vậy mà ông Trump muốn chấm dứt Obamacare. Và thứ hai nữa là theo tôi biết. Cái chiến lược của ông Trump là buộc tất cả những hãng dược phải đồng loạt giảm giá. Còn nếu không, ông Trump sẽ áp thuế và áp đặt những chính sách rất gắt gao đối với họ. Tại vì cái cái bản chất cuối cùng giá bảo hiểm tăng là do giá cả y tế tăng. Joe Biden chỉ ra xác lệnh là yêu cầu các cái công ty dược là không dùng những cái chân fees tức là những cái lệ phí không cần thiết để cộng trừ nhân chia vào đó thì ông Trump sẽ áp dụng cái chính sách đánh thẳng vào cái góc vấn đề tức là phải buộc tất cả ngành y tế bớt đi sự tham lam bởi vì ngành y tế nhất là cái ngành y tế về nghiên cứu đó họ nhân danh là bởi vì họ chi cả tỷ đô la cho vấn đề nghiên cứu cho nên họ phải lấy lại vốn và cuối cùng quý vị thấy là họ kiếm cả trăm tỷ mỹ kim mỗi một năm họ kiếm cả trăm tỷ mỹ kim mỗi một năm thì cái này là cái sự tham lam và kể cả giới y khoa bác sĩ bây giờ quý vị giới y khoa bác sĩ lương quá cao lương của họ quá cao đi và y tá cũng vậy nữa thì chính vì cái lương cao quá nó làm cho cái chi phí y tế nó nặng. Thì bây giờ phải làm sao cho nó thấp xuống. Thì chi phí y tế thấp xuống thì giá bảo hiểm thấp xuống thì lúc đó mọi người dân đều có bảo hiểm sức khỏe. Còn bây giờ chi phí y tế quá cao. Thì bây giờ quý vị có đưa ra chương trình hỗ trợ cho chính phủ được bao lâu nữa rồi mai mốt chi phí y tế lại tăng lên nữa, chính phủ lại phải gồng gánh thêm mà và cái người trả bảo hiểm lại phải gồng gánh thêm mà. Do đó cái Obamacare nó chỉ là xoa dịu một thành phần, nào đó trong xã hội mà có cái nguồn lợi tức thấp thôi. Nhưng mà sự xoa dịu này không dài. Nó sẽ bị đứt là bởi vì nó không còn nguồn tài chính để cung cấp. Tại vì bây giờ quý vị thấy nó khui luôn cả tới cái quỹ an sinh xã hội rồi. Và lạng bạn tới thế hệ của tôi mà lúc mà về hưu chưa chắc có tiền an sinh xã hội nữa. Nó cạn rồi. Do đó, cái giải pháp mà hay nhất mà tôi thấy rằng là để giảm đi tình trạng này là phải nhắm thẳng vào tất cả các công ty về ngành y khoa và các bệnh viện. Phải giảm chi phí xuống thì lúc đó mới 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 giúp được cho dân. Còn bây giờ chỉ dùng cái ngọn thôi đó, tức là cái bảo hiểm thôi đó thì cũng vậy. Tại vì bảo hiểm họ tăng giá là do chi phí y tế họ phải chi ra quá nhiều. Nha. Rồi tiếp tục à lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Chào chú Phong. Theo tôi thấy kỳ bầu cử lần này rất nguy hiểm vì đảng dân chủ nó sẽ làm bất cứ chuyện gì để thắng. Vậy theo kinh nghiệm của chú là như thế nào? Thì họ làm bất cứ điều gì để thắng nhưng không có nghĩa là họ làm được. 2020 họ làm được là bởi vì họ dở trò trong cái hệ thống bầu cử của một số tiểu bang và một số quy tắc bầu cử của một số tiểu bang chiến lược thì họ bất ngờ giành được chiến thắng. Nhưng mà nó đã được điều chỉnh năm 2022 và tới năm 2024 này thì nó lại bị điều chỉnh và nó hoàn nó hoàn thiện hơn. Thì bây giờ cái mà Đảng dân chủ có thể làm, họ sẽ sử dụng cái hệ thống AI để mà thao túng kết quả bầu cử. Thì bây giờ bên hạ viện và bên thượng viện đang ráo riết để mà có những kiểm soát về AI và ngăn cấm tất cả những công ty cung cấp dịch vụ AI trong giai đoạn này, trong cuộc bầu cử. Thì bây giờ cái hai cái còn lại là cái thứ nhất là cái biến loạn mà cái điều này là nó luôn luôn xảy ra. Tức là họ kích động xã hội biến loạn rồi lợi dụng cái sự biến loạn đó để mà thúc đẩy một số những à, kẻ đi bầu. Thì cái này á, thì thật sự đi bầu thì cũng tốt thôi, nhưng có điều là họ sẽ chơi cái trò gọi là đẩy cái số lượng mà những cái người mà đi bầu đó một cách thiếu minh bạch thì nó có thể dẫn tới giống như kết quả năm 2020 có thể xảy ra. Khi mà chúng ta không kiểm soát được cái lượng phiếu. Tuy nhiên thì lần này thì tôi nghĩ rằng họ giải trò không được nhiều là bởi vì bảy tiểu bang chiến lược thì duy nhất cái chỗ mà có thể gây ra biến loạn hai chỗ gây ra biến loạn là North Carolina và Georgia đây là hai chỗ mà phải nói là rất xảy ra nhiều biến loạn thì bây giờ bên đảng cộng hòa đang kiểm soát gắt gao hai chỗ này đây là hai tiểu bang trong tổng số năm là bảy tiểu bang chiến lược còn Arizona hay là ở phần Nevada thì không có biến loạn nhiều. Michigan thì cũng không có biến loạn nhiều. Pennsylvania, Wisconsin không bị. Nhưng hai tiểu bang Georgia và North Carolina có thể rơi vào tình trạng này. Bởi vì cái thành phần cực đoan của nhóm người da màu á, rất nhiều ở hai tiểu bang này. North Carolina và Georgia. Nhất là Georgia là cái nơi mà gần như là đám khuynh tả nó thao túng ở đây ở Atlanta rất là nhiều nó đưa tất cả những cái hãng phim về đây và tất cả những hãng phim đó đều là những thành phần được thêm là đi theo thuyết cộng sản. Thì hai nơi này nếu mà chúng ta kiểm soát chặt chẽ thì sẽ không có biến động nha. Rồi tiếp tục à Rồi tiếp tục à chú Phong có live stream ở live stream không? Tôi không, tôi không có làm live stream, tôi tới dự gặp gỡ khán giả thôi và tôi không có làm live stream ở đó tại vì thứ nhất là cái network nó quá yếu thứ hai là mỗi một lần livestream như vậy đó là phải uh, uh, tránh tất cả những cái vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của youtube đặc biệt là cái vấn đề bản quyền nhiều khi mình đang livestream giữa trừng cái bản nhạc phía sau lưng mình uh, ca sĩ hát một cái là dính bản quyền ngay do đó tôi thường thường tôi không làm livestream ở những cái chỗ này nha rồi tiếp tục à... Cái gì đây? Ông anh thứ sáu của em tin công ty du lịch 14 tháng 4 đi qua Nhật Bản ngắm hoa anh đào. Em nói không được, đúng là đừng đúng là lừa đảo là làm sao? Ok, tôi không hiểu cái cái ý nóng nói là cái gì đây. Ok. À bầu cử năm 24 à Đảng Cộng hòa có ngăn được gian lận để cho Đảng bầu để người chủ hay không? Thì tôi nói quý vị, họ vẫn giả trò và nó đã được kiểm soát và đã chứng minh vào năm 2022 rồi. Do đó <laughs> Họ chỉ không có ngăn được các cuộc bạo loạn thôi. Còn cái hệ thống bầu cử thì coi như là tương đối được giám sát rất cẩn thận rồi. Vấn đề còn lại, vấn đề còn lại là các cuộc biến loạn, các cuộc bạo loạn là không ai ngăn được cả. Thì những cuộc bạo loạn này Đảng dân chủ thường xuyên thắng. Từ cái vụ Rodney King của năm 1992 cho tới cái vụ mới nhất là George Floyd năm 2020. Cứ một lần có bạo loạn, có biến loạn là họ thắng. Thì cái này thì tôi không biết Nhưng mà đây là cái điều duy nhất mà đảng Dân Chủ có thể giành được chiến thắng thôi Còn nếu không có biến loạn, không có bạo loạn Thì tôi không nghĩ rằng đảng Dân Chủ kỳ này dở trò được Nếu quý vị hỏi tôi gian lận có hay không Câu trả lời của tôi vẫn có Nhưng cái ảnh hưởng ở cấp địa phương không ảnh hưởng tới cấp của liên bang rất rõ ràng, nhiều địa phương sẽ có những cái tình trạng gian lận bầu cử. Nhưng mà nó ở cấp địa phương không ảnh hưởng tới bầu cử liên bang. nha rồi tiếp tục <laughs> ừ. Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam Họ nói sau năm 2025 Sẽ rút được phân nửa Phần tiền còn lại để về hưu mới được lãnh Theo anh em có nên rút bảo hiểm hay không Thật sự quý vị Ở bên Việt Nam tôi không hiểu nó hỏi Nó gọi là cái bảo hiểm xã hội là cái gì Ở bên đây nói chung người ta gọi đó là tiền hưu trí Tiền hưu trí lúc mà mình đóng thuế Thì đến lúc mình về hưu Chính phủ trả lại cái tiền đó cho mình Ok, hoặc là cái 401k là cái tiền mà các cái hãng họ đem cái tiền họ cho thêm quý vị tiền họ đóng vào cái quỹ để về già quý vị có được một cái số tiền để mà quý vị có thể hưởng già. Nhưng nếu quý vị muốn rút sớm ra cái số tiền này thì quý vị sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều. Còn bên Việt Nam tôi hoàn toàn mù tịch. Tại vì tôi không sống ở Việt Nam làm sao tôi biết được. Và tôi cũng không biết luật của Cộng sản kiểu nào. Làm sao tôi biết được. Và số tiền đó rút ra là được bao nhiêu nuôi được quý vị được được mấy tháng tôi cũng không biết được luôn làm sao tôi trả lời câu hỏi này nha rồi <laughs> bác có thể cho cháu biết cháu có quốc tịch Anh Quốc bây giờ muốn qua Mỹ làm việc có dễ dàng hay không Ồ nếu con có quốc tịch Anh Quốc thì quá dễ tại vì anh bay qua Mỹ đâu có cần anh bay qua Mỹ đâu có cần phải visa gì đâu thứ nhất thứ hai nữa nếu bay qua Mỹ làm việc thì phải có hợp đồng với công ty và báo cho bên phía Mỹ biết ô tôi ký hợp đồng 3 năm 5 năm thì lúc đó chỉ có bay mua vé bay qua thôi tại vì anh với Mỹ rất là dễ nhất là có quốc tịch anh lại càng tốt nữa nếu có quốc tịch anh qua Mỹ làm việc rất là dễ đừng qua Mỹ đi du lịch rồi đi kiếm việc làm thì có đó không đúng luật phải làm việc liên lạc trước được thuê mướn có hợp đồng đàng hoàng hẳn bay qua còn nếu mà bay qua rồi đi xin việc làm đó thì cái trường hợp đó rất là nguy hiểm có thể sẽ bị trục xuất trở về nước Anh Thì hai vấn đề khác nhau Con đang hỏi là con có quốc tịch Và con muốn đi qua Mỹ du lịch chơi Rồi cái con tìm kiếm việc làm luôn Rồi con ở lại con đổi visa Từ cái chiếu kháng du lịch con đổi qua Cái chiếu kháng xin làm việc Thì lúc đó nó là một vấn đề khác Và cái đó là 50% Không ai biết được Có thể con sẽ được nhận rất là dễ dàng Nhưng có thể con sẽ bị đẩy ra khỏi nước, Anh, nước Mỹ còn nếu mà con xin việc làm trước từ ở bên Anh rồi hãng gửi hợp đồng qua cho con ký con chứng minh với hãng con có quốc tịch Anh con gửi passport con qua hãng thấy con là công dân Anh họ mướn con họ gửi hợp đồng qua họ ký hết thì con đưa lên bên phía của lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở đó là xong họ sẽ ra cấp cho con cái chiếu kháng 3 năm 5 năm tùy theo cái hợp đồng của con nha rồi tiếp tục Wow, lướt qua một số cái đọc rồi nha. Vì sao Ấn Độ và Philippines có dân chủ tự do, người dân vẫn sống nghèo khổ? Thứ nhất, Ấn Độ, quý vị biết là hơi dân số họ bao nhiêu không? Dân số của họ bây giờ qua mặt Trung Quốc là một tỷ tư người. Tức là họ dân số đông nhất thế giới. Thứ nhất, thứ hai, tuy rằng họ là những quốc gia được bỏ phiếu theo nền dân theo một cái ca máy dân chủ, nhưng mà đảng bảo thủ cầm quyền. Họ không muốn xã hội họ phát triển một cách băng hoại giống như Trung Quốc. Do đó, họ kềm chế tất cả những chuyện này. Cho đó họ phát triển chậm hơn. Chứ đừng nói là nó nghèo khó. So kinh tế của Việt Nam với lại Ấn Độ đó, thì Việt Nam còn không đáng gọi là à, ngậm móng chân của Ấn Độ nữa. Cho nên đừng ngồi ngồi ở Việt Nam mà cứ tưởng là kinh tế Việt Nam trên trời dưới đất. Ok? Đừng có so sánh cái đó và chê là dân chúng nghèo khổ. Họ đang phát triển, xã hội Ấn Độ đang phát triển. Và họ còn có rất nhiều những vùng sâu xa, thì cái tôn giáo nó nặng nề quá, nên nó cũng là một cái lực cản để cho người họ phát triển xã hội. Còn riêng Philippines, họ đang có hai cuộc chiến suốt mấy chục năm nay. Thứ nhất là cuộc chiến chống lại đám cộng phi, tức là cái đám đi theo chủ nghĩa Marxist và nó nằm ở ngay khu vực ở ngay gần Palawan với lại gần Bataan đó. Ok. Và thứ hai là nhóm hồi giáo Abu Sayyaf ở Mindanao. Đây là phía nam của Philippines, nó quậy suốt mấy chục năm nay. Do đó, Philippines bị vướng vào hai cái cuộc chiến này và thứ ba là cái đám dân chủ ở philippines nó thỏa hiệp quá nhiều cho nên nó không đẩy được cái nền kinh tế philippines lên mặc dù vị trí của philippines rất tốt hai bên đều là mặt biển và họ có rất nhiều những cái đảo lớn nhỏ khác nhau nhưng mà vấn đề do cái bối cảnh của họ và năm nay bắt đầu khởi sắc bắt đầu từ năm nay là từ năm ngoái rồi khi mà, mà ông marcos lên đó là bắt đầu philippines đã có nguồn đầu tư lớn là Philippines đã có một cái thái độ rõ ràng còn trước đây cái đám dân cái đám mà gọi là cánh tả của Philippines đó nó chơi hai ba hàng nó lật qua nó lật lại cho nên không ai tin tưởng nhất là cái đám của bà Aquino đó là một cái đám lương lẹo lật lộng lật qua lật lại cho nên kinh tế Philippines nó bị như vậy nha rồi tiếp tục <laughs> rồi vào wow, lúc còn cái đọc rồi nha ok wow à <laughs> mình có từ nào thay thế cho từ à, tán gẫu không nghe nó nó chuyên nghiệp hơn anh Phong à, không có ý gì thật sự như vậy chương trình này chương trình không có chủ đề không gọi tán gẫu thì gọi là cái gì tâm tình hay là à, tâm tình cũng không đúng nữa cái chương trình này nó thật nó không có chủ đề nó cũng giống như cái chương trình ngày ngày chủ nhật tôi gọi là vô đề thì mỗi một cái chương trình nó có một cái nó có một cái tên khác nhau Quan trọng gì cái tên Quan trọng cái nội dung của chương trình là cái gì Chứ không phải quan trọng cái tên Cái tên nó không là cái gì cả Còn cái nội dung chương trình Mới là cái quan trọng nha Theo chú mới qua Mỹ Có nên sống ở San Jose không San Jose là chỗ có đời sống cao Nếu như mà muốn bon chen và muốn có chỗ muốn gọi là à, có chút đỉnh à, cái tên tuổi hay là muốn sống mặt mũi thì cứ bò lên San Jose. Mặc dù San Jose có nhiều việc làm nhưng đời sống rất cao và những việc làm đó đa số là dành cho những người có tay nghề chuyên môn, có tay nghề chuyên môn tức là có bằng cấp. Tại vì San Jose có 500 công ty lớn nhỏ khác nhau và đa số những người ở trên San Jose là những người có bằng đại học và có bằng chuyên nghiệp, bằng đại học ở Mỹ nha ok hay là của Ấn Độ hay là của nước, những nước Mỹ thừa nhận nha và phải có tay nghề chuyên môn thì sống ở đó được còn mới qua Mỹ mà bò lên San Jose thì chỉ có nước đi ăn mài thôi tại vì đi làm công trong nhà hàng đi làm công cho chợ búa chứ có bằng cấp khỉ gì đâu mà mà đi là mà đi làm ở những công ty hay là đi làm assembly trong những công ty đó là quét dọn cho mấy công ty thôi thì lương đâu có cao mà với đời sống cao ở San Jose làm sao sống nổi đây suy nghĩ cho kỹ trước nha yeah. rồi tiếp tục wow lướt qua một số cái đọc rồi nha à hạ viện gọi ông biden lên lấy lời khai vào tháng mấy về anh theo tôi biết thì họ tống cái thư ra cho mời thôi và họ cho biết là họ dự tính vào tháng 5. Họ tống thư mời, đây là thư mời nha, invitation. Chứ không phải là một cái trác hầu. Và cũng không có tinh thần ép buộc thì ông joe biden có quyền từ chối tại vì đây là cái lá thư mời nó là invitation do đó thì quyền của ông ta ông ta có ra hay không là chuyện của ông ta thì cái điều này chịu thôi nhưng bên hạ viện vẫn tống cái thư mời cái này là gọi là thư mời thôi nha rồi tiếp tục <laughs> kinh tế khủng hoảng trầm trọng tăng cường đàn áp người dân nội bộ đấu đá khốc liệt à, có phải là những dấu hiệu tho thoái trào của một chế độ không chú Nó nhiều lắm chứ không phải một đâu cái này là một trong những cái à, dấu hiệu thôi còn cái dấu hiệu mà gọi là tăng cường quyền lực cho cái à, chế cho cái lực lượng à, bảo vệ mình để cai trị rồi à, xây dựng những cái biểu tượng ca ngợi mình tức là những cái tượng đài những cái à, đặt tên đường để tự ca ngợi cái phe nhóm của mình đó, rồi à, tiếp tục và gọi là <laughs> à, hút máu dân bằng nhiều cách, hút máu dân bằng nhiều cách khác nhau, tăng phê, thuế chỗ này, tăng phí chỗ kia, nhân danh chỗ này chỗ kia để tăng phí thì đây là những cái dấu hiệu của sụp đổ của một chế độ đó. bất kỳ một triều đại nào, đây là những dấu hiệu rất rõ ràng, nha. Rồi tiếp tục. À, Chỉ khi nào đảng Cộng hòa lên nắm được đa số lượng viện lúc đó tổng thống Trump mới thay đổi hủy bỏ được Obamacare giáp. Yep. Là bởi vì những gì quốc hội thông qua thì phải do quốc hội hủy bỏ. Tôi đã giải thích rồi. Cái gì thuộc thể thẩm quyền của quốc hội thông qua thì tổng thống đơn phương không thể hủy bỏ. Nó phải được đưa trả lại quốc hội để quốc hội thông qua việc hủy bỏ tu chính hay không thôi. Có thể họ không hủy bỏ, họ tu chính lại. Tức là họ amend, amendment lại thôi. Thì chưa thường thường là cái ở Mỹ này cái quy tắc làm việc là như vậy cái nào mà quốc hội đã duyệt và tổng thống đời trước đã ký thì tổng thống đời sau bắt buộc phải đưa trở lại quốc hội Joe Biden đã từng vi phạm và đã bị tối cao pháp viện à, dặn cho một phát rồi tức là cái vụ mà đóng cửa cái đóng lại cái việc mà xây dựng bức tường biên giới đó là ông ta đã vi hiến đó Tại vì ông ta ký xác lệnh ngưng lại toàn bộ, hủy bỏ toàn bộ cái dự án xây dựng bức tường. Thì cuối cùng ông ta chỉ ngưng lại và cuối cùng bây giờ thì phải đi lắp lại những cái khoảng trống. Dùng cái ngôn ngữ khác nhưng mà ông ta đã vi hiến. Tại vì cái luật đó đã chính thức được thông qua ở Hạ viện và Thượng viện và Tổng thống đã ký. Do đó ông ta không thể đơn phương hủy bỏ nó được. Còn ví dụ như là cái đường ống dẫn dầu Keystone Pipeline thì quyền hành pháp của Obama có quyền cấm ông trâm mở tới cho bên cấm thì nó nằm thuộc về quyền hành pháp của tổng thống thì tổng thống có thể làm còn cái gì mà nó liên quan tới quốc hội thì phải do quốc hội quyết định nha rồi tiếp tục <laughs> ok à lúc trước à, nóng quá người dân xài máy lạnh à, mà mà công ty điện kêu bớt xài lại cho chạy từng rồi cúp điện thì tới cái này là tinh thần California chúng tôi đã từng có một dạo Tôi nhớ là tập niên 92 ngàn gì đó Là tới mức mà nóng quá Thời tiết thời điểm nó nóng lắm Thì chính phủ kêu chúng tôi là phải bớt xài điện lại Tức là khi mà không cần thiết thì tắt điện đi Thì người dân ở California đều tình nguyện tắt điện Và chỉ mở điện khi nào cần thiết thôi Rồi cái thứ hai là có một dạo chúng tôi bị thiếu nước California bị hạn hán mà thì lúc đó chính phủ kêu gọi là đừng có lấy nước trong nhà ra rửa xe bla 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 bla. Mặc dù chính phủ không khả phạt nhưng người dân tình nguyện là tạm thời giai đoạn đó không rửa xe rửa cộ gì để tiết kiệm nguồn nước. Thì cái đó là do cái tinh thần người dân biết tự nguyện hay không. Bây giờ đổ thừa nóng rồi cái xài điện quá rồi bây giờ bị cúp điện là bởi vì quý vị không nghe lời khuyến cáo tôi không ưa Cộng sản. Tôi thật sự tôi không ưa Cộng sản. Nhưng mà cái nào ra cái đó khi mà bị thiếu năng lượng thì bắt buộc là phải tiết kiệm thì những cái nào quan trọng mình sai còn cái nào không quan trọng đừng sai cái này là là khi mà quý vị viết lên câu này chứng tỏ là trình độ dân trí quý vị quá yếu cái trình độ dân trí của Việt Nam quá yếu không có thể hiểu được cái tinh thần tình nguyện là cái gì hết tình nguyện để cùng trong xã hội bất kể cái chế độ đó cai thì là chế độ nào nhưng mà khi đối diện với tình trạng thiếu an toàn về năng lượng, thiếu an toàn về lương thực, thì mình phải biết những người dân là phải nhắc nhở nhau chuyện này, là phải làm sao để mà duy trì được cái vượt qua cái giai đoạn đó. Chứ không phải ngồi chửi chính phủ hay là chửi chế độ. Ok. California lúc trước mà tôi ở thập niên 90 đó, là có một dạo là quý vị nói là có thể họ nói là buổi chiều tối là chúng tôi sẽ bị cúp điện toàn diện tiểu bang luôn. 40 triệu người sẽ bị mất điện nếu như mà chúng tôi không có cái tinh thần tiết kiệm thì quý vị nhiều công ty đã phải đóng cửa sớm, ngưng sản xuất để cho công nhân về nhà sớm, họ tình nguyện mà và họ vẫn trả lương đủ cho nhân viên 40 giờ, rồi nhiều nhà, <laughs> quý vị họ tắt hết tất cả những cái máy móc không cần thiết ra, họ rút điện ra, họ chỉ giữ lại cái tủ lạnh, họ chỉ uh, sử dụng cái quạt hay là họ sử dụng những cái máy mà giảm bớt điện đi để mà cùng nhau tiết kiệm. Đó là cái cách của người dân biết tình nguyện. Tôi không ưa cộng sản. Nhưng mà cái nào ra cái đó. Bây giờ cộng bây giờ cái chế độ đó bây giờ ở trong nước quý vị đang thiếu năng lượng. Mà quý vị xài quá tay thì quý vị đáng chịu. Thì lúc đó tình trạng chung một người xài cả chục người khác phải chịu. Đây là sự khác biệt đó, cái suy nghĩ của người trong nước là cứ suốt ngày lên chửi cái chế độ, cái gì cũng chửi hết. Nhưng mà tôi nói, tôi là thằng chửi chế độ nhiều nhất nè. Nhưng mà cái nào ra cái đó từ cái vụ mà đo nồng độ cồn cho tới cái vụ mà gọi là xài điện kiểu này thì quý vị vấn đề chỗ không phải tới binh là cộng sản đâu mà chính bản thân quý vị chưa suy nghĩ cặn kẽ chưa thấy được cái lợi ích chung của mọi người như thế nào ok bất kể cái chế độ cai trị đó là cái gì nha rồi tiếp tục wow ok lúc có một số cái đọc rồi nha ok Em có người thân ở Việt Nam muốn kinh doanh ở Mỹ thì phải làm như thế nào vậy anh? Thank you giúp em hỏi câu này. Thật sự nếu người thân của em ở Việt Nam muốn làm ăn ở Mỹ thì đối với người Mỹ rất là dễ. Nhưng mà đối với ở Việt Nam rất là khó. Tại vì khi em muốn làm ăn, đầu tiên hết em phải có cái giấy phép được kinh doanh ở nước ngoài, tức là được làm ăn ở nước ngoài. Mà cái nơi cấp cái giấy đó cho em là bộ kế hoạch và đầu tư. Thứ nhất, đây là một trong những cái ổ tham nhũng nhất Việt Nam. Tôi có thể nói đây, một trong những cái ổ tham nhũng nhất đứng sau lưng ngành công an là bộ kế hoạch và đầu tư. Nếu em không lót tiền cho nó, thì đừng hồng mà em có được giấy phép sớm trong vòng 1 năm, 2 năm. Ok? Mà cái này đừng nói tới em nha. Ngay cả cái cơ quan truyền thông gọi là tiếng nói của Đảng Cộng sản Việt Nam là đài VTV đó. Lúc mà họ đặt cái trụ, cái cái văn phòng của họ ở DC đó. Vì phải chuyển tiền qua Mỹ để mà trả lương cho nhân viên của họ đó, mà mà họ là cái cơ quan đại diện cho tiếng nói của cộng sản đó, mà mất hơn một năm mới có giấy phép, thì em nghĩ em sẽ mất bao nhiêu năm? Nếu em không lót tiền, đó là điều thứ nhất. Nếu không có tờ giấy phép đó, em không có không có ngân hàng nào chuyển tiền cho em hết. Em phải có tờ giấy phép được gọi là đầu tư làm ăn ở nước ngoài với trị giá bao nhiêu và mỗi tháng em sẽ được chuyển tối đa bao nhiêu tiền, thì lúc đó ngân hàng ở Việt Nam mới chuyển tiền qua cho em. Ok. Đó là điều thứ hai. Do đó tôi nói cái phần khó khăn của em là ở Việt Nam chứ không phải ở Mỹ. Còn ở Mỹ, em muốn làm ăn gì cũng được hết, miễn là cái ngành đó là cái ngành chính thức hợp pháp ở Mỹ. <laughs> em xin giấy phép ở Mỹ rất là dễ và đóng thuế đầy đủ thì em đầu tư bao nhiêu cũng được hết. Tại vì em là người đầu tư nước ngoài mà. Rất là đơn giản. Ở Mỹ này rất là đơn giản, họ càng welcome thêm nữa. Nhưng mà ở Việt Nam làm cách nào em có thể mở công ty ở nước ngoài? nếu em không có giấy phép của cái gọi là bộ kế hoạch và đầu tư mà anh nói với em rồi cái bộ này á, là đến cái thằng mà gọi là quét rác à, giữ cửa ở trong công ty á, em cũng phải chung tiền cho nó chứ đừng nói cái thằng bộ cái thằng bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư cái thằng gác cửa bên ngoài thôi em không chung tiền cho nó cũng chưa chắc em có giấy phép nữa ok rồi tiếp tục ok Trang mạng xã hội à, của tổng cựu tổng thống Trump ở Việt Nam sử dụng được không anh? À, sử dụng được ở khắp trên thế giới đều sử dụng được hết, nhưng nó không có tiếng Việt, nó là tiếng Anh, nó không có tiếng Việt đâu. Cho nên em sử dụng em viết tiếng Việt trên cái slide uh, test của em thì được, nhưng mà em muốn đổi qua tất cả những cái công cụ của nó bằng tiếng Việt thì sorry, mạng xã hội Trump không có cung cấp dịch vụ này không giống như Facebook hay là Google hay là Apple có sẵn sàng cái dịch vụ tiếng Việt cho em. Trên mạng xã hội con Trâm không có dịch vụ này. Do đó 5 triệu người sử dụng đa số là ở Mỹ. Là như vậy. Hoặc là những người mà những quốc gia khác, những ông uh, lãnh đạo một số quốc gia mà tiên đoán ông Trump thắng cử thì họ phải vô họ ghi danh là bởi vì họ biết tiếng Mỹ. Em phải biết bằng tiếng Mỹ nha. Rồi tiếp tục. À... Tổng thống Palestine cãi tội nó khác như vậy có lợi cho Do Thái không anh vì là loại bỏ được Hamas Chính ra họ là một trong những cái tổ chức được hợp pháp nhất Tức là nó gọi là chữ PA Chữ PA tức là chữ Palestine Authority Tức là chính quyền Palestine Và nó xuất thân từ tổ chức PLO PLO tức là cái tổ chức giải phóng người Palestine Ok Thì nó bắt nguồn từ tổ chức này nhưng mà tại vì cái tổ chức này sau khi ông Yasser Arafat qua đời Thì cái tổ chức này và chính quyền của ông Mahmoud Abbas tham nhũng quá nhiều Nó làm cho người dân Palestine bất tín nhiệm Và ở giải Gaza thì họ đi tin Hamas Nhưng Hamas không phải là một chính quyền hợp pháp Mà chính quyền hợp pháp của người Palestine là PA Tức là cái tổ chức của ông tổng thống mà bây giờ là Mahmoud Abbas Mặc dù cái chế độ đó tham nhũng nhưng mà họ là chính quyền hợp pháp được quốc tế thừa nhận nha yeah. rồi tiếp tục wow à lướt qua một số cái đọc rồi nha yeah. Quý vị thông cảm tại vì tôi làm trên cái laptop cho nên đôi lúc cái chữ nó nhỏ quá tôi phải nhướng người vô cho nên là quý vị phải thông cảm cho tôi nha yeah. ok à cuộc họp ba bên mỹ philippines nhật bản có thể ký kết liên minh quân sự ở trong không anh không có nhưng lần này tôi dự đoán có thể ông Ferdinand Marcos Jr. sẽ tiến thêm một cái bước thắt chặt quân sự với Hoa Kỳ và trong đó rất nhiều ông sẽ cho uh, revote trở lại cái um, uh, cái uh, hiệp ước đồng minh năm 1951 tức là ông sẽ cho kích hoạt trở lại cái hiệp ước này và thứ hai là Nhật Bản cam cam kết với Hoa Kỳ là sẽ đóng vai trò lớn hơn tại Á Châu và đồng thời cũng sẽ có một cái hỗ trợ cho vấn đề quân sự của Philippines tôi nghĩ đây là cái hợp tác mới nhưng không có liên minh đây vẫn là hợp tác giữa các quốc gia có chung giá trị và đồng minh của Hoa Kỳ. Chứ nó không phải là một cái một cái liên minh quân sự chính thức tại Á Châu. Nha. Rồi tiếp tục. Mỹ bỏ phiếu trắng nhưng đồng thời vẫn cung cấp chiến đấu cơ và bom đạn cho do Thái. Chính quyền mà à, Biden khó hiểu bên ơi? Chả có gì khó hiểu cả. Tôi đã nói với quý vị là chính Joe Biden chỉ muốn sử dụng cái này để ép nét Yahoo từ chức thôi. Bởi vì Joe Biden không ưa Netanyahu một người bảo thủ và là đồng minh của ông Trump. Còn cái việc mà Hoa Kỳ, đất nước Hoa Kỳ, tôi đã từng nói với quý vị là do Thái là cái quốc gia cốt lõi của Hoa Kỳ. Quý vị thấy đó, cái ngân sách tài trợ quốc phòng không lấy lại mỗi một năm cho do Thái là 3.8 tỷ Mỹ Kim, cao nhất trên thế giới. Chưa có một quốc gia nào nhận cái ngân sách quân sự hỗ trợ của Hoa Kỳ mỗi năm không hoàn lại mà lên tới 3.8 tỷ Mỹ Kim như do Thái. Ok. Và thứ hai, là cái việc hỗ trợ cho Do Thái là chuyện phải làm. Do đó việc cung cấp thêm chiến đấu cơ và bom đạn là chuyện đương nhiên. Cái đó là cái hợp tác quốc phòng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Do Thái với sự chấp thuận của những đời tổng thống trước đây. Joe Biden không làm được cái gì hết. Joe Biden không xen vào chuyện này. Nhưng Joe Biden đã giới hạn một số vũ khí Do Thái yêu cầu trong cái quyền hành pháp của ông ta là muốn ép Netanyahu phải từ chức. Đây là cái ý của Joe Biden nhưng mà về chiến lược của Hoa Kỳ, do Thái cho tới giờ phút này vẫn là đồng minh lâu đời nhất của Hoa Kỳ tại Trung Đông và là một đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ trên thế giới. OK, rồi tiếp tục vào wow. OK, kinh tế trung cộng đã rơi vào khủng hoảng suy thoái như vậy có ảnh hưởng đến vành đai một con đường của hội tập không anh? ảnh hưởng, tức là nó làm chậm lại và các cái ngân hàng của Trung Quốc bây giờ bị siết lại rồi một số ngân hàng của trung quốc đã bị rút cái môn bài là cấp là, là cho chính phủ vay tiền có nghĩa là như thế nào xưa nay cộng sản trung quốc khi mà họ lập ra cái môn vành đai một con đường họ cấp môn bài cho các ngân hàng của trung quốc có thể cho những chính phủ các quốc gia khác vay tiền ngân hàng không bao giờ mà cho vay tiền với cấp chính phủ cả họ chỉ cho cá nhân công ty vay thôi nhưng mà lúc đó tập cận bình muốn thực hiện tham vọng của ông ta ông ta đã cho phép quốc hội duyệt qua và cho phép một số ngân hàng và cái bộ thương mại của Trung Quốc nó cho phép một số ngân hàng được cái môn bài cho các chính phủ vay tiền dưới sự bảo trợ của nhà nước cộng sản Trung Quốc. Thì bây giờ một số ngân hàng vì bị lem nhem tài chính, vì bị các món nợ xấu quá nhiều và vì cho vay và không lấy lại được cái tiền vốn hay là cái tiền trả bởi vì các món nợ bị trễ, trên một số ngân hàng đã bị và đã bị thanh sát và đã đã bị rút cái môn bài. Thì nó ảnh hưởng nó ảnh hưởng tới một vành đai một con đường nha yeah. rồi tiếp tục wow à em ở Arizona 216 220 em bỏ phiếu cho dân chủ và đọc cánh tả nhiều bị bơm độc năm nay em đổi lá phiếu vận động bạn bè ổ phiếu cho ông Trump anh cảm ơn em nhưng mà cái sự thay đổi của em quá chậm chạp đáng lý từ 216 220 là em phải ủng hộ cho ông Trump rồi và bên bảo thủ rồi tại vì tiểu bang arizona là một tiểu bang trước đây là tiểu bang prep nhưng mà bây giờ thì cũng chúc mừng cho em đã bắt đầu nhìn ra được tại sao em phải bỏ phiếu trong trong rồi thì anh cũng cảm ơn em nha rồi tiếp tục à anh nghĩ do thái tạm thời ngừng bắn với hamas rồi đợi tới thời gian nào đó tuyên bố hủy bỏ ngừng bắn tiếp tục đánh hamas không nộp no. do thái không làm gì đó do thái tuyên bố rồi là họ sẽ dù là có ngừng bắn đi nữa, họ vẫn không bỏ ý định là tiêu diệt Hamas. Đây là lời tuyên bố thẳng thừng của hai người. Thứ nhất là Tổng thống Do Thái, ông Herzog, và thứ hai là Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Cả hai người đều khẳng định điều này. Dù có ký hiệp ước ngưng bắn tạm thời, nhưng mà rồi sẽ có một cái uh, cái uh, chiến lược để tiêu diệt toàn bộ Hamas. Đây là cái chính thức mà họ đã tuyên bố nha. Rồi tiếp tục. Wow, à, các bạn, cho tôi nhìn một chút xíu nha ok tại cái chữ hơi nhỏ ok à. thi đối đầu với anh mỹ phía sau của họ là ai vậy anh không iran chính quyền iran là cái chính quyền tài trợ tất cả những cái hỏa tiễn và tròn cho họ thi iran là cái quốc gia là họ có nhiều proxy tức là có nhiều vệ tinh ở tại trung đông trong đó họ là một họ là một trong những nhóm dân quân do nhà nước iran hỗ trợ nha rồi tiếp tục à ông tổng thống trump thắng cử đám cánh tả sẽ quậy nữa anh phong ơi thì bây giờ ông có thắng cử hay không thắng cử nó vẫn quậy mà nó đâu phải mới dừng lại ở đây đâu nó quậy mấy chục năm nay rồi có điều là lần này nó quậy gọi là bất chấp thủ đoạn và gây ra rất nhiều những cái chuyện mà gọi là dở khóc dở cười cho dân mỹ thì chính dân mỹ là người chứng kiến và chính dân mỹ sẽ thấy được cái sự nguy hiểm băng hoại của cánh tả như thế nào thì đây là một trong những cái nhìn ở một cái góc cạnh tốt tức là một ở một cách cạnh tiêu cực thì sự quậy phá này nó cũng tốt tại vì nhờ sự quậy phá này dân mỹ mới nhìn thấy còn xưa nay cái đám này nó như núp ở dưới vùng màu xám và nó núp ở dưới những cái từ hoa mỹ cho nên nó vẫn lừa gạt được rất nhiều người mỹ nhưng mà lần này nó lôi hết bản chất thì sau cái giai đoạn nhiễu nhương này nước mỹ sẽ bắt đầu có một cái sự chấn chỉnh khác và nếu lần này mà dân Mỹ nhìn ra được và họ bắt đầu tìm cách gọi là chấn chỉnh kỹ cương thì đám cánh tả này sẽ bị chôn vùi ít nhất vài chục năm nữa ngóc đầu không nổi dân Mỹ sẽ sợ nó ít nhất trong vài chục năm không để cho tụi nó có thể có cơ hội nữa đó là cái nước Mỹ đó nha rồi tiếp tục à tại việt nam vấn đề người dân hay phản ứng với luật cộng sản bởi vì luật ra để công an tham nhũng hoặc là do, do tham nhũng mà khủng hoảng năng lượng ví dụ nồng độ cồn cộng sản không có tiền để nhập năng lượng thì tôi nói quý vị tiền nhập năng lượng của nó không có liên can gì tới tiền phạt tiền xe của quý vị cả cái tiền phạt tiền xe của quý vị là nó đóng góp vào trong cái lương của công an nó đóng góp vào trong cái uh, uh, tiền mà gọi là hỗ trợ cho những lực lượng công an địa phương rồi nó sẽ trả lương cho những nhân viên làm việc ở trong cái ngành công lực Tức là ngành công an Nó cũng chả có liên quan gì tới năng lượng cả Tôi đã nói quý vị rồi Phải tập là làm quen và tập phân tích đối chiếu so sánh Đừng ngồi đó mới thấy ra luật một cái có cơ hội chửi cộng sản là nhảy lên chửi ngay Mà không biết rằng cái câu chửi của mình đang trở thành trò cười Quý vị có biết tại sao từ xưa tới nay đó những cái tin ở Việt Nam mà tôi ít đưa liên quan tới ma túy không? Trong khi bây giờ mức độ mà xài ma túy ở Việt Nam lên rất cao. Đơn giản thôi. Tại vì tôi chỉ trích Việt Nam thì tại nước Mỹ thì như thế nào? Nước Mỹ của ma túy còn quá cha hơn nữa. Nội cái fentanyl không đó. Trên 100.000 người chết rồi. Trên 100.000 người chết rồi. Do đó tôi không có muốn đưa những cái mà gọi là mang tính chất gọi là để mà có cái cơ hội chửi cộng sản là chửi quý vị có việc chọn cái là thái độ đó nhưng câu chửi quý vị có thuyết phục được người khác hay không tôi cũng chửi cộng sản nhưng ít ra tôi thuyết phục được người khác tôi, họ thấy hợp lý còn quý vị chỉ dựa lợi dụng những cái luật lệ của cộng sản để có cớ chửi cộng sản thôi chửi xong rồi về chửi xong rồi á là bắt đầu về nó nó cho công an tới gõ cửa nó mời lên làm việc á thì lúc đó nó nhảy nhõng lên sợ lên thang sợ rồi đóng hết tất cả chương mục ở trên uh, Facebook lại. vậy thì chửi làm cái gì? chửi làm cái gì khi mình không biết rõ cái câu chuyện nó như thế nào? thứ hai, chửi làm cái gì để rồi cu cuối cùng bản thân mình mang họa? chứ bị tự suy nghĩ đi, ok? rồi tiếp tục vào wow. lúc có một số cái đọc rồi à. Ok à Năm nay đi rally cho Trâm vào tháng mấy anh qua các bang nào Năm nay tôi dự tính là cuối tháng 7 đầu tháng 8 Ở khoảng này tôi chưa định ngày Và năm nay thì vẫn khởi hành từ Cali <laughs> Có thể tôi sẽ đi vòng qua Nevada Có thể từ ở Cali vòng qua Nevada rồi mới xuống Arizona Lý do tại vì Nevada là một trong những tiểu bang chiến lược Và thứ hai là là, là ở tại Arizona Rồi từ Arizona tôi sẽ băng qua Texas, uh, uh, New Mexico, New Mexico thì mình chỉ băng qua thôi, mình không có ở lại. Texas sẽ gặp gỡ đồng hương ở Texas, rồi từ Texas tôi sẽ lên Louisiana. thì bây giờ còn cái lộ trình còn lại là <laughs> tôi muốn đi từ North Carolina xuống, tức là mình phải dòng từ ở khúc này lên tới North Carolina để vòng xuống South Carolina và xuống tới uh, Maalago thì có thể sẽ đi cái đường vòng này nó không đi giống như bình thường lúc trước tôi đi từ dưới lên thì bây giờ tôi đi qua cái hướng này từ trên xuống thì sẽ đi ngang qua một số tiểu bang chiến lược để hỗ trợ cho uh, ông Trump thì trong đó North Carolina là một trong những tiểu bang chiến lược thì Georgia là chắc chắn tại vì xuống tới sau Carolina xong mình phải qua Georgia rồi từ Georgia mình mới xuống tới Florida thì Georgia cũng nằm trong tiểu bang chiến lược thì tôi đang tính là như vậy tức là mình đi qua bốn tiểu bang chiến lược nằm ở phía dưới không có đi những tiểu bang ở trên là Pennsylvania, Michigan như vậy là Wisconsin thì mình sẽ không đi ba tiểu bang này nhưng mà tôi sẽ đi qua bốn tiểu bang chiến lược thì cái này là cái dự tính của tôi thôi còn sắp xếp như thế nào thì vẫn chưa biết hy vọng năm nay chúng ta sẽ có đông hơn và năm nay cái nơi điểm tới cuối cùng là Malago chứ không phải là Washington DC nha rồi cảm ơn người bạn nào đây đóng góp cho tôi là 19 đồng 99 à, Vicky Lâm mến tặng ăn ở thuốc lá cảm ơn rất là nhiều tặng gì tặng thuốc lá tôi chịu quá <laughs> rồi ừ. <laughs> ok Wow lướt qua một số cái đọc rồi nha à sao chưa có tin về phó tổng thống anh phong tôi vẫn chưa biết bây giờ cái danh sách thì mỗi lúc một dài thêm tôi vẫn chưa biết là ông trump sẽ chọn ai làm người phó của ổng nữa thì quý vị thấy tuần rồi họ lại đề cập tới Marco Rubio là thượng nghị sĩ của tiểu bang Florida. Một nhân vật chống cộng còn cực đoan hơn tôi nữa. <laughs> thì Marco Rubio cũng đã tuyên bố là rất lấy làm vinh hạnh để mà sống, phát sánh vai với cựu Tổng thống Trump trong cái uh, hành trình 4 năm tiếp kế tiếp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng lần này thì Marco, Marco Rubio sẽ không vào trong cái vai trò đó. Tại vì nếu đảng Cộng Hòa nắm lại uh, cái... Uh, cái hạt thượng viện đó thì Marco Rubio sẽ là chủ tịch của quỹ ban tình báo tại thượng viện tại bây giờ ông đang là ông đang là ranking tức là thành viên cao cấp của quỹ ban tình báo ở thượng viện thì cái người chủ tịch là đảng dân chủ nhưng khi mà thay đổi cái thượng viện đảng cộng hòa nắm đa số thì cái vị trí của Marco Rubio rất quan trọng chủ tịch quỹ ban tình báo ở thượng viện thì tôi nghĩ rằng là Marco Rubio là một trong những người ông trăm nhắc tới trong à, tuần trước đó nhưng mà bây giờ tôi cũng không biết là ai sẽ là người phó nữa. Theo tôi dự đoán thì vẫn là một phụ nữ. Thì quý vị, trước đó thì người ta lại nói tới bạn Chrissy Noam Rồi tuần này người ta lại nhắc tới Marco Rubio. Thì bây giờ mình cũng không biết ông Trump chọn ai nữa. Cho tới khi ông chính thức đưa ra thông báo. Nha. Rồi, tiếp tục. À... Cái mơ hồ của người Việt Nam là ở chỗ luật họ ra cái gì đúng là mình phải thực hiện cái gì đáng nói thì không dám nói, cái gì hợp lý thì phải tuân thủ, chứ mình cũng như những người thân thân của mình. Thật sự tôi nói với quý vị là cái luật của cộng sản ra tôi nói với quý vị rồi, nó ra luật là bảo vệ cho chế độ. Tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần, nó không ra luật để phục vụ cho người dân. Nó ra luật để bảo vệ cho chế độ bằng bất cứ một giá nào thì còn cái vấn đề còn lại là có những cái nó thuộc về lĩnh vực nó xoa dịu người dân và thứ hai là nó xoa dịu tất cả những cái sự phản ứng của cộng đồng quốc tế do đó những cái luật về nồng độ cồn hay là những cái luật đó là những cái luật tôi gọi là luật xoa dịu tại vì nó biết rõ ràng ra cái luật này là nó được giới phụ nữ ủng hộ rồi nếu đo nồng độ cồn là bởi vì đâu có bà vợ nào muốn ông chồng đi uống rượu một cái hình thức mà nó nó chơi kiểu này thôi để mà nó xoa dịu thôi thì quý vị vấn đề ở chỗ là chính bản thân quý vị nếu uống rượu thì kêu uber đi ra đi grabber tại sao uống rượu còn phải lái xe làm chi rồi lên đây chửi thì cũng tương tự như vậy tôi nói quý vị là có những cái quý vị phải đứng ở góc nhìn an toàn của mọi người chứ không phải cái luật của kẻ ra luật kẻ ra thì đương nhiên nó sẽ có cái cái ý đồ bảo vệ cho chế độ của nó. Nhưng mình mình phải nhìn cái góc độ của cái luật đó nó có an toàn cho người dân hay không. Mặc dù nó chỉ là nhân danh thôi, nhưng ít nhất nó cũng giảm được nhiều. Quý vị muốn dân Việt Nam giảm ăn nhậu hay là quý vị muốn dân Việt Nam suốt ngày ăn nhậu nói tôi nghe đi nha. Yeah. Rồi tiếp tục, cảm ơn người bạn nào đây đóng góp tiền Úc 10 Mỹ 10 đồng út Kim à, từ út Châu hôm nay mới xem được online, cảm ơn anh. Rồi cảm ơn rất là nhiều ok Elon Musk có thể trở thành Vice President được không anh Phong Có thể Có thể đó Tại vì đâu có hiến pháp nào quy định cấm bóng đâu Có điều là Tại sao quý vị lại chọn Elon Musk Và thứ hai nữa Nếu chọn Elon Musk Thì quý vị 4 năm sau đó Khi ông Trump rời khỏi ghế tổng thống Elon Musk không đủ tư cách để tranh cử tổng thống Tại vì Elon Musk không sanh tại Mỹ để sau 4 năm của ông Trump Ai sẽ là người tranh tổng thống Cái tôi đang nói với quý vị Là ông Trump đang sắp một cái chiến lược Mà cái chiến lược này Là đảng Cộng Hòa có thể nắm 12 năm Tức là 4 năm của ông Cộng thêm 8 năm của người sau nữa Thì cái người ông chọn Phải là cái người thay thế ông Elon Đâu có thay thế được ông đâu 4 năm sau Elon chỉ về vườn thôi Tại vì hiến pháp đâu có cho người sinh ở ngoài nước Mỹ được tranh cử tổng thống ok rồi tiếp tục <cười> ok <cười> đừng làm anh hùng lương sân bạc như tống giang mà hãy làm lý thường kiệt nha mọi người nói cho tôi nghe đi ở việt nam bây giờ có bao nhiêu người có suy nghĩ với như lý thường kiệt hay là tên nào cũng muốn trở thành tống giang nhất là mấy đứa trẻ nói tôi nghe đi ở việt nam bây giờ có bao nhiêu người sẽ nhắc tới tên lý thường kiệt của việt nam một vị uh, nguyên soái đại soái được xem là vĩ đại nhất của việt nam mà đi nhắc tên của một tên huyền thoại trong tác phẩm thủy hữu của trung quốc là tống giang các bạn nghĩ rằng là đám trẻ trong việt nam nó nhớ tên người nào nhiều hơn nó nhớ tên tống giang nhiều hơn hay nó nhớ tên của lý thường kiệt nhiều hơn trả lời một câu thực, thực tế cho tôi nghe đi trả lời câu thực tế cho tôi nghe đi nha rồi tiếp tục wow <laughs> ok à, nếu cộng sản sụp đổ chia cắt đất nước à, quản lý theo phương thức tự trị miền bắc quản trị theo lối miền bắc miền nam quản trị theo lối miền nam vậy ổn định à, vậy sẽ ổn định và gây ra xáo trộn khu vực là có à, có hợp lý không thật sự quý vị chúng ta đang tạc một cái tiêu đề có thể xảy ra và có thể không xảy ra nhưng tôi vẫn ủng hộ cho cái chủ trương chia lại hai miền Nam Bắc. Là bởi vì hai cái nền văn hóa nó đã hoàn toàn khác nhau. Nó không còn là một nhất thể trước năm 1954 nữa. Nếu trước năm 1954 thì có thể tình hình này ta không ủng hộ. Nhưng với cái tình hình mà cái văn hóa mất dạy của những kẻ ở ngoài Bắc và cái văn hóa xòe xòa của người miền Nam, cầu an của người miền Nam nó hoàn toàn khác nhau rồi. Do đó tôi vẫn ủng, ủng hộ là chia lại. Miền Bắc có thể tự quản trị theo kiểu của họ, miền Nam quản trị theo kiểu miền Nam. Cho tới khi miền Bắc thay đổi được cái hệ thống giáo dục của họ ít nhất mất vài thập niên nữa thì lúc đó mới có một cái một cái gọi là thống nhất trở lại. Còn bây giờ quý vị, không thể thống nhất được. Tại vì dân Nam vẫn chửi dân Bắc, dân Bắc vẫn chửi dân Nam. Đó là cái hậu quả của sự chia rẽ do cộng sản gây ra do đó quý vị tôi vẫn ủng hộ cho chuyện này nha Rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi à, nói chuyện ngày hôm nay à, Người em nhắc tôi là quá giờ rồi quá 8 phút rồi ok Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều Và Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel, xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!